Alo, xin chào tất cả các bạn đến với kênh kiến thức nha. Rồi hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà xác minh danh tính rùa sen 2020. Thì như các bạn đã biết là hiện tại thì cái YouTuber của mình thì đang bật kiếm tiền ở năm 2020 này, chế độ bật kiếm tiền nó đã khó rồi. Bây giờ lại thêm một bước cuối cùng là mình xác minh danh tính rùa sen. Thì cái bước này rất là quan trọng. Mà có nhiều bạn là nếu mà không cẩn thận thì có thể là sẽ không có nhận được tiền nha. Thì đây là cái bước quan trọng mà để bật kiếm tiền. Khi bật kiếm tiền kênh của bạn sẽ có thu nhập từ 10 đô trở lên, thì Google AdSense nó sẽ gửi cho các bạn cái thông báo là xác minh danh tính nha. Thì cái thông báo của nó là như thế này, thì các bạn cứ làm theo nó thôi. Thì để xác minh danh tính thì đầu tiên là các bạn phải chuẩn bị một số giấy tờ như sau. Thứ nhất là các bạn phải có chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe hoặc là hộ chiếu đó. Rồi thứ hai là các bạn phải mở Google AdSense và kiểm tra thông tin đã đăng ký, nghĩa là cái thông tin mà chúng ta đã đăng ký trong Google AdSense như thế nào thì giấy tờ nó sẽ như thế nấy, nó trùng khớp với nhau nha các bạn. Và thứ ba là các bạn phải mở cái trang web mà iCloud Google Vision này nè, để các bạn test thử cái giấy tờ mà các bạn đã cung cấp cho Google AdSense là nó có thật hay không. Đối với Google này nó test thử, nếu mà nó test khoảng 85% trở lên thì cái khả năng xác minh danh tính của mình thì rất là cao, thì sẽ ok các bạn. Và cuối cùng mà các bạn đổi cái tên giấy tờ của mình là bằng tiếng Anh lại thì nó xác minh rất là nhanh nha. Và các bạn lưu ý là xác minh không quá 3 lần nha, quá 3 lần thì nó sẽ không gửi đó nha. Thì các bạn nào làm tới cái bước này là quan trọng, khi bật kiếm tiền là bước này rất là quan trọng, nên là trước khi xác minh danh tính nó phải cẩn thận nha. Bây giờ mình sẽ làm từ từ để cho các bạn theo dõi nha. Thì đầu tiên là cho các bạn chuẩn bị một cái giấy chứng minh nhân dân hoặc là bằng lái xe. Thì ở đây tôi có chứng minh nhân dân, tôi cũng đã chuẩn bị sẵn đây. Thì khi mà các bạn chuẩn bị cái giấy tờ này, các bạn đi các bạn chụp á, đừng chỉnh sửa gì hết nha. Rồi chụp trên một cái nền màu màu nào cho nó đồng nhất, màu đen hoặc là màu trắng cũng được, cho nó đồng nhất như thế này nè. Khi các bạn gửi đi nó xác minh danh tính nó sẽ hiệu quả nó cao hơn nha các bạn. Thì giấy tờ tôi đã chuẩn bị xong, bây giờ tôi sẽ tiến hành. Thì cái kênh YouTube của tôi thì ở đây thì nó cũng đã được 14 đô rồi, 14,81 đô rồi các bạn. Thì tôi sẽ mở Google AdSense lên và tôi sẽ tiến hành xác minh danh tính, gửi thông báo nè. Vui lòng đăng nhập vào tài khoản AdSense để xác minh danh tính, đây là điều kiện bắt buộc. Đó, cái này bắt buộc các bạn là YouTuber là cũng phải làm nha. Thì các bạn lấy mình nha, mình sẽ vào Google AdSense. Đây mình sẽ bấm thêm một cái Google AdSense nha. Mình sẽ đăng nhập Google AdSense. Thì nó yêu cầu như thế nào thì mình làm như thế nấy thôi, nó cũng đơn giản thôi. Và khi Google AdSense nó hiện ra thì các bạn vào cái mục thanh toán cho mình nha. Rồi thanh toán. Ở đây nó để thông báo nè, nó nói là các khoản thanh toán đang bị tạm giữ, yêu cầu phải xác minh đó. Thì ở đây nó kêu mình xác minh, bây giờ mình sẽ tiến hành xác minh như sau. Mình sẽ kiểm tra trong phần cài đặt của mình nè. Đó. Cài đặt này lúc mà mình đã đăng ký với Google AdSense như thế nào thì mình sẽ ghi như thế nấy, thì chứng minh nhân của mình đâu đó, các bạn ý các bạn nghe nha. Thì chứng minh nhân dân của tôi đây, tên và địa chỉ Long Giang, Trà Mái, An Giang đó, các bạn phải ghi cho nó trùng với cái giấy tờ rồi mà chúng ta đã gửi nha. Chúng ta đã đăng ký như thế nào thì cái giấy này nó phải y chang như vậy các bạn. Giờ bước quan trọng là cái mã bưu điện, ví dụ như các bạn giờ ở đây là tôi đang ở An Giang đây. Đó, quê của tôi ở An Giang nhưng mà thật sự là tôi đang tạm trú ở Bình Dương. Thì các bạn tìm cái mã bưu điện nào mà gần 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 chỗ mình ở nhất nha. Để khi nó gửi cái mã pin tới thì còn có thể đi ra nhận được nha. Cái này cũng rất là quan trọng. Và cuối cùng là cái số điện thoại này là phải là số điện thoại thật, là số điện thoại của các bạn luôn nha. Các bạn đang đăng ký tên của các bạn là cái tên dù tên Lê Hoàng em này, là cái tên này luôn nha các bạn. Khi các bạn kiểm tra thông tin cảm thấy ok rồi thì các bạn gửi ra cho mình nha, các bạn vào thanh toán.
Đó, giờ các bạn để đi, bây giờ các bạn sẽ mở mở thêm một cái mở cái trang Google Accreditation này để tôi test thử cái giấy chứng minh nhân dân của tôi này nó đạt được bao nhiêu phần trăm là để Google nó nhận diện nha các bạn. Thì để tôi sẽ test thử giấy chứng minh nhân dân này như thế nào. Coi nó có thể xác minh được bao nhiêu phần trăm, nghĩa là từ 85% trở lên là ok nha. Tại vì xác minh không quá 3 lần cho nên là các bạn phải chuẩn bị vô kỹ rồi hả gửi nha. Bạn chờ giúp nha, tôi sẽ tiến hành để xác minh trong cái đây gọi question đây. Thì ở đây tôi sẽ ra cái mục đầu tiên. Thì cái này là ai cũng phải làm hết nha. Cái này là một cái thủ thuật để mình test cái giấy tờ của mình nó có ok không, rồi mình hãy gửi đi cho nó chắc nha các bạn. Đó, thì ở đây thì nó sẽ để là tải một cái bức ảnh lên. Rồi cái đâu sinh đâu mà. Đây cái này đi. Vô trang này thôi. Đó, ở đây nó kêu các bạn là tải cái ảnh lên nè. Đây ngôn ngữ nó chọn tiếng Việt cho các bạn dễ nhìn nha. Đó. Rồi tôi sẽ tải cái giấy chứng minh nhân dân lên. Để xem rồi nó có hiệu quả của nó là bao nhiêu phần trăm. Đó, các bạn chờ một xíu nha, cái tầm khoảng 30 giây à. Nó sẽ test xong cái giấy chứng minh nhân dân này coi là có thật hay không. Nếu mà cái hàng Google Account này nó xác minh là ok thì xác minh danh tính Google AdSense sẽ ok nha các bạn. Còn nếu nó không ok là các bạn xem lại nha. Các bạn chờ đi xíu nha. Đó, ở đây để là 89% là ok nè. Cái ngưỡng mình là 85 mình lên 89 là ok nè. Chứ mà nó mà xuống còn 30 hoặc là 40 45 gì đó là cái quá trình nó xác minh là nó sẽ không thành công, nó lâu lắm mấy các bạn. Đây tôi bấm test nè. Ở đây nó sẽ Google Account nó đã nhận diện được cái giấy tờ này là có thật nha các bạn. Đây nè, Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, độc lập tự do hạnh phúc. Đó, số chứng minh nhân dân. Tên. Nhìn thế này cũng là tương đối ok đó các bạn. Đó. Đó, giấy tờ này đã ok rồi đó. Bấm vào Obit coi, 75% là Label, 81, 95%. Đó, Logo, Test. Thì như thế này là các bạn xác minh danh tính là thấy tự tin hơn đó nha các bạn. Rồi, tôi sẽ tắt nó đi. Rồi bắt đầu tôi sẽ tiến hành xác minh ngay này. Nhưng mà trước khi xác minh thì các bạn làm thêm một cái nhỏ đó cho mình đó các bạn. Giờ tiếp theo là các bạn đổi cái giấy chứng minh nhân dân của mình đó, mình đổi thành tiếng Anh cho mình nha. Thì nãy ở đây là cái giấy chứng minh nhân dân của nó là tiếng Việt, giờ tôi sẽ lên Google tôi dịch. Các bạn lên Google, bạn bấm chứng minh nhân dân thì nó sẽ ra tiếng Anh nha. Xong đó các bạn copy nó vào đây. Đó, các bạn copy nó vào cái giấy tờ của mình nè. Đó, các bạn gì này mà các bạn copy nó vào đây nha. Khi là gì là các bạn đã đổi tên thành công rồi đó. Thì cái giấy chứng minh nhân mình đã đổi thành tiếng Anh ok rồi, vì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xác minh ngay thôi. Thì để xác minh ngay thì các bạn vào Google Send cho mình. Ở đây nó để là hãy xác minh nè, các bạn xác minh ngay cho mình nha. Thì mình đã chuẩn bị các bước đã ok rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành xác minh ngay. Thì ở đây nó hỏi là nó kêu mình kiểm tra một lần nữa. Đó. Đây là những cái giấy tờ hợp lệ mà nó có thể xác minh cho mình đây các bạn. Giấy phép lái xe, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu. Giờ mình sẽ tải cái giấy chứng minh của mình lên nha. Bấm tải lên nha các bạn. Rồi bấm tải lên đây chứ. Quên. Bấm tải lên đây mà. Đó. Đây, chứng minh đây. Bạn chạy chút nha, không quá 30 giây là nó sẽ load ok nha các bạn. Nó khi mà tải lên thành công rồi nè, bắt đầu mình sẽ kiểm tra thông tin đầy đủ.
Một lần cuối cùng nữa bắt đầu mình sẽ gửi nha. Các bạn nhớ là phải cẩn thận cho mình nha. Còn đọc kỹ những cái thông báo mà nó gửi cho mình xem xét kỹ một lần nữa rồi mình sẽ bấm gửi nha. Rồi mình sẽ gửi. Đây là nó báo lỗi là cái gì đây? Chứng từ bạn gửi lên không có thể không rõ ràng hay chắc chắn rằng. Từ bạn tải lên thì mình tắt sao hình ảnh tải lên chứng từ không phải hình ảnh của giấy tờ khác, hình ảnh không bị mờ mà. Đây mình vẫn gửi luôn nè, thông báo là mình vẫn gửi luôn nè, các bạn đọc hết mấy cái này mình thấy ok mình gửi luôn nè, mình gửi luôn. Rồi giờ đang xác minh thành công rồi các bạn. Đây là quá trình này có thể mất vài ngày, chúng tôi sẽ gửi mail thông báo cho bạn. Nếu chúng tôi không thể xác minh danh tính của bạn sẽ các bạn sẽ xác minh lại lần hai nha. Thì nó sẽ cho mình là tối đa là 3 lần. Thì đây là lần đầu tiên mình gửi. Cho nên là mình đợi vài ngày để khi nào nó xác minh thành công thì nó gửi mail thông báo mình nha. Rồi, thế là đã xác minh rồi đó các bạn. Thì cái bảng màu đỏ này nó vẫn còn để ở đây. Không sao hết nha, không ảnh hưởng gì nha các bạn. Đó là chúng tôi đang xác minh danh tính các bạn, vui lòng đợi vài ngày để quá trình xác minh hoàn tất. Thì chúng ta việc ngồi chờ thôi. Thì tất cả các thông tin ở trong đây trong cái mục cài đặt như thế nào thì trên giấy tờ như thế nấy các bạn lưu ý cho mình nha. Thì đây cũng là trường hợp mà nhiều bạn vấp phải đây. Xác minh quá 3 lần luôn, lần 1, lần 2, lần 3 thì không được, đó là coi như cái kênh các bạn là xong rồi đó. Lấy mã pin nó khó khăn lắm nha các bạn. Nếu mà bạn nào mà xác minh không thành công rồi là sau này là rắc rối về vấn đề mà tao nhận tiền lắm nha. Thì mình cũng làm cái clip này mình chia sẻ ngắn đến cho các bạn nào mà đang gặp phải giống như trường hợp như mình, thì cái này thì ai cũng có gặp rồi, đã bật kiếm tiền nó khó khăn rồi giờ không phải xác minh danh tính nữa, mà bạn nào không biết làm là rắc rối lắm nha. Thì video của mình hướng dẫn đến đây đã kết thúc rồi. Thì, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Thì bạn nào thấy video này hay và hữu ích thì hãy like và đăng ký kênh ủng hộ mình để mình có thể hướng dẫn và giúp gì được cho các bạn nha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các bạn.